ジックスタート。Vào một đêm đầy sao bồng, có một viên thiên thạch lấp lánh rơi xuống trái đất. Viên thiên thạch đó chứa đựng một sức mạnh không ai có thể tưởng tượng nổi. Đã có rất nhiều nhà khoa học nghiên cứu về thứ sức mạnh này, nhưng rồi vào một ngày và nhiều năm sau khi viên thiên thạch đó rơi, lại có một viên thiên thạch khác rơi xuống. Lần này viên đá đó lại đen kịt và mang theo lũ quái vật có tên Dichu. Chúng nó ghét thứ âm nhạc đẹp đẽ mà con người tạo ra. Ở đâu có âm nhạc, chúng sẽ tàn phá và giết chóc hết. Đúng lúc con người tuyệt vọng nhất thì những người đó xuất hiện. Đó là những nhạc trưởng cùng người diễn tấu của họ. Dưới tầng hầm tối tăm, nơi đang niêm phong một cây đàn, thì bỗng có một anh chàng tiến tới và đánh những nhịp đầu tiên. Đã lâu lắm rồi chưa được nghe nó đấy, anh ta cảm thán. Nói rồi Tát bắt đầu bản giao hưởng số năm của mình. Khi nghe được thứ âm thanh đẹp đẽ đó, mọi người trong thị trấn không biết nên vui hay nên buồn nữa. Và đây chính là lý do tại sao họ lại niêm phong cây đàn đó lại. Như một mũi tên bắn một con đi chu lao tới, như muốn xé xác Tát ra. Bản giao hưởng số 5, định mệnh, cô hãy ra đi. Bằng cách trao một phần cơ thể cho người diễn tấu của mình, Cotter đã biến hình thành một chiến binh, hóa thân sức mạnh của âm nhạc. Ngay khi Tát bắt đầu buổi diễn tấu, Cotter đã cho con đi chu đó đi bán muối luôn rồi. Một sức mạnh quá kinh ngạc, tưởng là oai. Sau khi diễn tấu xong, Tát liền rơi mình xuống, nhưng nhiệt nột là Cotter lại không đỡ cậu. May là phim chứ ngoài đời thật là nát luôn cái mặt đẹp trai rồi. Đang cãi nhau thì Anna đến để chấm dứt cuộc cãi vã đó. Giờ mọi người cần nhanh chóng lên đường để tới New York. Dường như hai người này ghép cặp với nhau chỉ là do ép buộc thôi sao ấy. Một người thì chỉ biết ăn và giết đi chu, còn người kia thì chả quan tâm gì ngoài âm nhạc. Một ngày mà không được nghe nhạc là Tát cứ như phát điên lên vậy. Hiện giờ trên đường họ đi đang bị một ổ đi chu chiếm đóng. Snyder tự tin rằng cô ấy có thể hạ được bọn chúng, nhưng giờ phải cho cái gì vào mồm cái đã. Để chiều lòng em gái mình, Anna quyết định ghé vào nhà hàng gần đó. Tới đây, khi nghe người dân kể về tình hình hiện tại, Anna đã có kế hoạch cho trận đánh lần này. Nhưng kế hoạch gì thì không biết, chứ riêng ăn xong một cái là Cotter liền lao ra ngoài chiến trường. Kế hoạch duy nhất là giết bọn chúng đúng chứ? Nói, rồi lập tức Snyder biến hình rồi phá tan luôn bức tường của chủ tiệm. Thấy thế Anna liền đuổi theo. Khi Tát ngất đi thì mọi người biết trận này thất bại rồi. Trở lại quán một lần nữa, Tát thì đang mơ mơ màng màng vì cả ngày nay chưa nghe thấy tí âm nhạc nào. Còn Cotter, giờ cô ấy cần nạp năng lượng cho trận đánh kế tiếp. Cotter nói, đáng lẽ tôi đã tiêu diệt hết bọn chúng được rồi, cho tới khi một con đi chu siêu to khổng lồ tấn công tôi bất ngờ. Giờ để dụ cái con khổng lồ đó ra, Tát cần đánh một bản nhạc càng hay càng tốt. Bằng cách mượn tạm cây đàn ở thị trấn, giờ đây Tát đang được là chính mình. Bản hòa tấu được cậu cất lên khiến bất cứ con đi chu nào cũng không thể chịu nổi. Cuối cùng sau một lúc đánh đàn, nó cũng chịu lòi mặt ra. Cô định ngủ đến bao giờ nữa đây Cotter? Hòa tấu với tôi nào. Chiến thần xuất trận khiến đối thủ phải ôm hận, nhưng khoan, sao nó không tác dụng gì vậy nhỉ? Các con nhỏ đã bị Cotter tiêu diệt hết, giờ chỉ còn con đầu đàn là khó nhằn nhất thôi. Biết súng không có tác dụng với nó, Cotter liền chuyển đổi vũ khí về dạng sở trường của mình. Sau bao cố gắng, cuối cùng hai người cũng thành công hạ được nó. Cô đánh hay lắm người diễn tấu của tôi. Trong màn đêm đó, hai người bắt đầu thưởng thức thứ âm nhạc mà con người đã bỏ quên từ lâu. Trên đường đi tới New York, Tát bắt đầu nhớ lại lý do cậu phải đi tới đó. Bắt đầu với cảnh bố cậu, một nhạc trưởng vĩ đại, đã mất trong một cuộc tấn công của bọn Dichu. Ngay sau khi có sự xuất hiện của bọn Dichu, lập tức tổng chỉ huy Sagan ban hành lệnh cấm âm nhạc trên toàn thế giới. Chỉ có nhạc trưởng và người diễn tấu của họ mới được cất lên những âm thanh đẹp đẽ đó, và từ đó nó được gọi là tuyên bố Sagan. Sau 4 năm, Tát giờ đã trở thành một chàng trai với vẻ đẹp mà khiến không ít chị em phải rụng trứng. Trong suốt 4 năm qua, gần như không ngày nào cậu rời khỏi cây đàn này. Mọi việc ăn uống dọn dẹp đều nhờ Cotter cả. Nhưng mỗi khi Cotter đến thì cô ấy không thể ngừng nói, khiến Tát không thích chút nào. Và Anna vẫn là người chấm dứt của cái vã đó. Trên bàn ăn, Anna khuyên Tát nên ra ngoài để cảm nhận cuộc sống. Nhưng không, cậu chỉ cần đàn và đàn mà thôi, đó mới là cuộc sống của cậu. Nói xong, Tát liền rời đi. Đang đánh đàn thì Cotter lại, và lần này cô ấy mang theo một tấm poster. Đã 4 năm sau tuyên bố Sagan, cuối cùng buổi hòa nhạc mà mọi người mong chờ cũng đến. Sao anh không thử nhỉ? Thứ âm nhạc mà anh đã luyện tập suốt 4 năm qua ấy, Cotter nói. Trái ngược với mong đợi của Cotter, Tát từ chối thẳng thừng, vì cậu không chắc mọi người có thể cảm nhận được thứ âm nhạc mà cậu đang theo đuổi. Thật không ngờ Cotter cũng biết đánh đàn, cô ấy nói mẹ cô ấy từng dạy cô vài nốt cơ bản hồi cô còn ở Pháp. Trong buổi hòa tấu tối nay có sự ghé thăm của tổng chỉ huy Sagan. Trước khi rời đi, anh ta không quên dặn ông giám đốc thành phố, nhớ đảm bảo an toàn cho người dân nhé. Không mời được Tát tới, giờ Cotter đành một mình đánh đàn vậy. Sau 4 năm cuối cùng, mọi người cũng nghe được tiếng dương cầm du dương đó. Đang đàn thì từ đầu Tát xuất hiện. Gan nhỉ, dám mang cả đàn của tôi tới đây luôn.
Giờ tôi sẽ cho cô cảm nhận thứ âm nhạc đích thực là như thế nào. Không như Tát nghĩ, mọi người đều tán dương nó. Nghe xong Carter cũng không kiềm chế được lòng mà ngồi xuống cùng đàn với Tát. Không ngờ đây mới là lần hòa tấu đầu tiên của hai người mà nó lại đồng điệu đến vậy. Trên là tiếng đàn, còn ở dưới là tiếng hò hét cổ vũ nồng nhiệt của mọi người. Có vẻ Tát là người duy nhất có thể khiến Carter cười tươi đến thế. Đang hưởng ứng lời tán dương của mọi người thì từ đâu một quả đạn pháo bay tới chỗ hai người. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là bọn đi chu. Chúng không thích âm nhạc. Nhìn lại thì cánh tay của Tát đã bị hủy, còn mạng sống của Carter đang mong manh như sợi chỉ vậy. Tưởng rằng đã hết hy vọng rồi thì đột nhiên viên đá trên ngực của Carter phát sáng. Linh hồn cô ấy liền quấn lấy cánh tay bị phế của Tát, cắt bay nó đi. Cũng là lúc người diễn tấu tiếp theo được thức tỉnh. Giờ Carter không còn là cô ấy của trước kia nữa. Chỉ huy, hãy chỉ dẫn cho tôi tiêu diệt bọn chúng, Carter nói. Từ thời khắc này Tát biết sứ mệnh của mình là gì và cậu cần phải làm gì. Làm nào Carter? Sau câu nói đó là hàng loạt đạn bay tới chỗ bọn đi chu. Rất nhiều con đi chu đã bị hạ, nhưng vẫn không ăn thua gì hết. Không biết nó từ đâu ra mà đông như kiến vậy. Hiện giờ Tát chỉ còn cách thiêu đốt sinh mệnh cho Carter mà thôi. Tưởng sau pha đó bọn chúng bị xóa sổ hết rồi, nhưng không, ngay khi hai người họ nằm xuống, bọn đi chu lại xuất hiện. May mà Titan và chỉ huy của cô ấy đến kịp. Trong lúc Titan đang chiến đấu thì một ai đó đang chăm chú nhìn bọn họ. Vừa tỉnh dậy thì Tát gặp ngay Carter. Carter nói, giờ đừng gọi cô ấy như vậy nữa, hãy gọi tôi là Destiny và anh là chỉ huy của tôi. Tôi được sinh ra trên thế giới này chỉ với tư cách là một bản nhạc giao hưởng mà thôi. Tôi không có liên quan gì đến Carter mà anh gọi cả. Thì ra Lenny, một học trò cũ của cha Tát, đã giúp cậu hôm qua. Cũng giống như Tát, anh ấy cũng là một chỉ huy với người diễn tấu mang tên Titan. Trên bàn ăn, Lenny bắt đầu kể cho Tát biết nguồn gốc sức mạnh mà cậu và Destiny đang sở hữu. Đó là nhiều quặng đá Harmonia, nó cũng tới từ vũ trụ, nhưng mang sức mạnh trái ngược với viên hắc thạch đó. Nó hòa hợp đến khó tin với âm nhạc của con người. Bình thường chỉ có những người có tố chất mới làm người diễn tấu được. Không những thế, họ cần tới phòng thí nghiệm Symphonica để trải qua một quá trình phức tạp. Nhưng với Destiny, tôi tin cô ấy là trường hợp đặc biệt duy nhất có thể thức tỉnh được nó trong lúc cận kề cái chết. Dù thế, người diễn tấu sau khi biến đổi đều như được tái sinh và không còn như con người trước kia nữa. Nhưng hiện giờ tình trạng của Destiny khá nguy hiểm. Hiện giờ linh hồn cô ấy đang chênh vênh giữa hai ý thức, cứ như này cô ấy sẽ chết mất. Vậy nên hiện giờ mọi người cần phải đi tới phòng nghiên cứu gấp. Ở đó may ra mới có cách chữa cho cô ấy. Đang nói chuyện thì đột nhiên cánh tay của Tát biến mất. Nhìn ra thì Destiny đã biến đâu mất rồi. Thì ra cô ấy đã phát hiện ra bọn đi chu quanh đây. Thật kinh ngạc, đến một chiến binh dày dặn kinh nghiệm như Titan cũng không nhận ra sao cô ấy có thể chứ, Lenny tự hỏi. Chạy nhanh tới chỗ Destiny thì thấy cô ấy đang nả đạn cần lực vào bọn đi chu. Dù thế, khi không có Tát điều khiển, Destiny chả bắn trúng phát nào cả. Mỗi phát bắn của cô đang rút cạn đi sinh lực của tôi để biết không hả, bắn ít thôi gơ. Không hiểu sao dạo này bọn này đi có tổ chức thế, toàn hội đồng như này bố ai lại. May mà Lenny và Titan đến kịp. Đúng là sự khác biệt quá lớn giữa một người được huấn luyện bài bản và một chiến binh nghiệp dư. Nhìn vào vết thương của Tát, Lenny biết Destiny đang dần chiếm đoạt cơ thể cậu để chiến đấu. Tát tự hỏi, sao chứ tôi có cho phép cô ấy làm như vậy đâu. Ai mà biết, có lẽ do nhìn cậu ngon quá đó, Lenny nói. Quay sang thì Titan đã giết gần hết bọn đi chu, nhưng vì Destiny muốn chiến đấu mà một con đã chạy thoát. Chạy đâu không chạy, chạy ngay vào nhà của Tát rồi ăn ngay một đạp của Destiny. Với sự cho phép của Tát, Destiny đã dồn toàn lực vào phát bắn này. Đoàn, còi xong luôn căn nhà, không quan trọng đường nào chúng ta cũng phải tới New York để chữa trị cho Carter mà, Tát nói. Để giúp mọi người di chuyển nhanh hơn, Linne quyết định giúp ba người họ một đoạn. Trên đường đi đến New York, Lenny bắt đầu chỉ cho Tát cách điều khiển người diễn tấu của mình. Nhưng có vẻ nó khá khó vì bản năng của Destiny là quá lớn, hai người không thể hòa hợp với nhau được. Thấy hai người họ đang gặp khó, Lenny gọi Titan lên làm mẫu chỉ đơn giản. Với hai phát bắn, Titan đã tiễn con đi chu đó lên đường. Destiny tới hỏi sao Titan làm được. Titan nói, đơn giản, tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của chỉ huy và giành chiến thắng. Còn chỗ Tát, cậu chả hiểu được người diễn tấu của cậu là thứ âm nhạc gì nữa, suốt ngày chỉ biết ăn với chém giết. Cậu nên học cách đối xử với các cô gái đi, đến lúc đó cậu sẽ điều khiển được cô ấy thôi, Lenny nói. Ở đây tình cờ Lenny bắt gặp lại người bạn cũ của mình. Anh ấy nói vì để trốn bọn đi chu nên anh ấy đến nông trại Las Vegas để lập nghiệp. Ông chủ ở đây cũng rất tốt, ông ấy là người cưu mang tất cả mọi người ở đây. Tưởng rằng một cuộc sống yên bình sẽ bắt đầu tại đây, nhưng họ không biết rằng cũng chính ngay nơi này đang dần xuất hiện bọn đi chu. Chờ mọi người ngủ hết, Lenny và Titan bắt đầu công việc của mình. Lenny tới chỗ ông chủ và nói mình muốn chơi. Có vẻ ông ấy hiểu Lenny đang nói gì. Còn chỗ Destiny, cô ấy lại cảm nhận thấy bọn đi chu quanh đây. Vừa được Tát cho phép cái là Destiny lại tiếp tục với công cuộc phá hoại của mình. Đi kiểu gì mà ba người lạc vào tận sòng bạc của ông chủ. Thật không ngờ bên ngoài là một nông trại, mà bên trong lại là một sòng bạc lớn như này. Có vẻ cả quan chức chính phủ và nhân viên cấp cao của Symphonica cũng hay đến đây lắm nhỉ, Lenny hỏi. Sau một lúc đột nhập vào đây, cuối cùng ba người họ cũng bị phát hiện ngay lập tức. Cả khán phòng bật bài chạy ngay đi.
Sau một lúc truy đuổi thì Destiny bằng tài năng thiên bẩm của mình đã phá nát luôn cái sòng bạc này rồi. Lenny cũng cảm nhận thấy thời gian trình diễn sắp bắt đầu rồi. Ngay sau khi chúng xuất hiện, Destiny bắt đầu vào trạng thái chiến đấu. Lenny nói đây sẽ là bài tập đặc biệt dành cho hai người. Nếu hai người không vượt qua được bài này, thì chặng đường tiếp theo của hai người không đi tiếp được đâu. Hãy hỏa tấu cho tôi xem nào, Tad. Hãy quan sát và chỉ dẫn, còn Destiny, hãy kiểm soát năng lượng của mình nói. Rồi hai người bắt đầu lao lên. Phát bắn đầu tiên Destiny đã khiến nó cụt mất một chân. Phát thứ hai cô ấy khiến nó phải hưởng thọ sớm. Hai con đã bị Destiny hạ, vẫn còn con cuối nữa. Sau khi được tát búp, sức mạnh hai người đang dần hòa hợp với nhau hơn. Đây chính là sức mạnh thực sự của âm nhạc, thứ mà họ đang tìm kiếm mấy lâu nay. Sau trận này, Tad và Destiny đã qua được bài kiểm tra. Họ chia tay nhau tại đây. Mỗi người đều có sứ mệnh, riêng Lenny cũng vậy. Giờ anh ấy cần về trụ sở để báo cáo lại những sai phạm những người có liên quan đến vụ tham nhũng lần này. Đang đứng chờ Anna sửa xe thì đột nhiên Destiny phát hiện ra một con Dichu. Ngay lập tức Destiny biến hình rồi bay thẳng tới đó. Có vẻ sau một thời gian chiến đấu, kỹ năng của cô ấy thành thục hơn hẳn. Ngay lúc này đoàn tàu của phòng thí nghiệm Symphonica cũng vừa đến. Felix bước xuống biết mọi người cũng đang đến New Orleans, nên anh ấy đề nghị được giúp đỡ ba người họ. Trên xe anh ta bắt đầu hỏi lý do tại sao Tad lại có được người diễn tấu này. Cô ấy chưa từng xuất hiện trong bất kỳ hồ sơ nào của chúng tôi cả. Nghe xong Tad lập tức từ chối trả lời. Đang dặn ba người không được đi lung tung, thì một lần nữa Destiny lại phát hiện ra đi chụp quanh đây. Với sự cho phép của Tad, lập tức Destiny bay ra ngoài. Thấy thế Valkyrie cũng ra nhằm bảo vệ đoàn tàu. Không thể để chúng tấn công tàu được. Trên tàu là một viên hắc thạch cực lớn đang được đưa tới phòng nghiên cứu để niêm phong. Trong lúc chiến đấu, ta tự hỏi người diễn tấu đi cùng Felix đâu, sao cô ấy không ra chiến đấu cùng chúng ta. Valkyrie nói cô ấy chỉ chiến đấu khi tính mạng của Felix thực sự gặp nguy hiểm thôi. Do trận chiến vừa rồi mà đường ray đã bị hai người phá hỏng, họ cần ít nhất nửa ngày để sửa được nó. Trong lúc Valkyrie và Tad đang cãi nhau thì địa ngục đang ở trên quan sát. Cậu có muốn tôi chỉ cách hòa hợp với cô ấy không? Cô ấy chưa ký khế ước với nhạc trưởng nào hết á. Cậu có muốn chiếm hữu cô ấy làm sức mạnh cho mình không? Tad từ chối vì cậu không có hứng thú với việc đó. Riêng Destiny đã hành cậu muốn chết rồi, thêm một người nữa sao Tad chịu nổi. Đường ray vừa sửa xong cũng là lúc bọn Dichu tổng lực tấn công. Lần này khác hoàn toàn với lần trước, số lượng bọn chúng quá đông. Destiny cùng Valkyrie đánh mãi mà không hết. Sau một lúc chiến đấu, cơ thể của Tad cũng dần đạt đến giới hạn. Đó cũng là lúc Destiny bị đánh bay. Quay sang chỗ Valkyrie thì cũng chả khá hơn là bao. Do chưa ký khế ước với nhạc trưởng nào nên cứ chiến đấu được một lúc là cô ấy lại hết năng lượng. Nhìn lên vách núi, Tad đã có kế hoạch. Cậu chỉ huy Destiny bắn vào những điểm cậu đã chỉ. Nhìn hai người họ mà Valkyrie méo thể hiểu nổi. Làm thế để làm gì cơ chứ? Nhưng rồi sau phát bắn cuối cùng Valkyrie cũng hiểu được kế hoạch của Tad. Vách núi sập xuống đã hạ được không ít bọn đi chu. Việc bây giờ của Destiny chỉ là dọn dẹp bọn còn lại mà thôi. Nhưng nhiều đó là chưa hết, con đầu đàn bắt đầu xuất trận biết rằng hai người họ không còn khả năng chiến đấu nữa. Felix cho phép địa ngục được ra trận. Như cái tên của cô ta, phong cách chiến đấu thật kinh dị. Cô ta trông như một con dã thú mới được sổng chuồng. Với việc lên full chí mạng, chỉ cần hai đá địa ngục đã cho con tà thần bay màu. Sau khi tới New Orleans, Felix đề nghị Tad làm cấp dưới của mình với lời hứa sẽ cho cậu một danh phận xứng đáng. Nhưng cũng như lần trước, Tad đã từ chối lời đề nghị đó khiến Felix quê chị ấy kéo dài. Mé mày, mày không muốn làm bạn mà muốn làm kẻ địch của tao sao, Felix nghĩ. Hiện giờ ba người họ đang đi qua một thành phố nơi từng được mệnh danh là thánh địa của nhạc gia. Trong lúc hai chị em Anna đi mua đồ ăn dự trữ thì Tad ghé vào một quán rượu gần đấy. Trong đây cậu đã nghe thấy thứ âm thanh quen thuộc ấy. Lập tức cậu chạy xuống, trên kệ là đầy những bản nhạc gia mà cha cậu từng chơi. Thì ra thành phố này từng một lần đón tiếp cha cậu. Lúc đó cả thành phố dường như đã bừng tỉnh sau khi nghe được thứ âm nhạc tuyệt vời đó. Nhưng rất tiếc giờ không có cơ hội nghe nữa rồi. Những người già ở đây chỉ đang tụ tập lại để hồi tưởng về những ký ức tươi đẹp đó thôi. Nghe xong câu chuyện của mọi người, Tad nói cậu là con của ông ấy, nhạc trưởng Kenjin. Có cây đàn nào quanh đây không, Tad hỏi. Sau khi điều chỉnh cây đàn một chút, Tad bắt đầu cất những nốt nhạc đầu tiên. Nó thật du dương nhưng cũng thật mãnh liệt. Còn chỗ hai chị em Anna, họ đang được một cặp vợ chồng mời vào ăn cơm. Ngồi nói chuyện với bà ấy mà Destiny chỉ biết nói xấu Tad thôi. Tuy vậy, nhưng thứ âm nhạc mà chỉ huy phát ra nó lại khác. Thứ âm nhạc đó rất mãnh liệt, nó dường như đang thể hiện hết những nỗi lòng của anh ấy ra vậy. Và cũng như lúc cháu chiến đấu, thứ cảm xúc đó sẽ lan truyền vào trong cơ thể cháu. Đó chính là cội nguồn sức mạnh giúp cháu có thể tiêu diệt được bọn đi chu đó. Thật may vì cháu được làm người diễn tấu của anh ấy, Destiny nói. Trở về thì thấy Tad vẫn đang say sưa với cây đàn của mình. Kết thúc bài là một tràng vỗ tay không ngớt của mọi người. Lâu lắm rồi họ mới lại được nghe thấy thứ âm nhạc tuyệt vời đó. Sau khi biết tin con trai của nhạc trưởng Kenjin vẫn còn sống, Sagan vui lắm. Không những thế, cậu ấy còn thức tỉnh làm nhạc trưởng nữa. Thật không thể ngờ, đó dường như là một nỗ lực không tưởng, một chàng trai đầy triển vọng.
Hy vọng cậu ta có thể phụng sự cho công cuộc chống lại đám đi chu của chúng ta sau này, Sagan nói. Úi mỏi tay quá, thôi làm tạm 6 tập vậy thôi. Nếu mọi người thích mình sẽ làm 6 tập còn lại hi hi. Cảm ơn mọi người đã xem tới đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha. Bye!